Right, okay, that is Unit 3, Teenagers, Lesson 6, Skills 2. Rồi, bây giờ mình sẽ học cái phần Skill 2 nha. Okay, first word is about vocabulary. Now, listen the word. Parental. Parental is mean? Parental. Rồi. Từ này có nghĩa là liên quan tới bố mẹ ha, thuộc về bố mẹ nha. Nó là một tính từ, an adjective, parental. Alright, next one. Listen. Peer. 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 Alright, that is mean người ngang hàng, bạn đồng lứa ha, tức là bạn cùng trang lứa ha. Alright, next one. Bully. Bully. Bully là bắt nạt ha. Bully là bắt nạt ai đó nha. Right, that is the verb, động từ nha. Right, next one. Từ này nó là giống như cái từ hồi nãy ha. Bully là bắt nạt, là động từ. Còn thằng này là danh từ ha. Bullying. Bullying. À, bullying. Bullying. Rồi, right. That is sự bắt nạt ha. Right, next one. Write down the words. Rồi, viết những từ này xuống gửi cho cô nhé. Rồi, nào mà exercise 1. What types of pressure below do you think teens face? Tức là những cái loại áp lực nào bên dưới đây mà mình nghĩ là các bạn tuổi teens đang đối mặt ha. Rồi, A. Parental pressure là áp lực từ phía cha mẹ ha. B. Pressure from work, áp lực từ công việc. C. Pressure from schoolwork, áp lực từ nhiệm vụ trên trường, bài tập ha. D. Pressure from their clubs, áp lực về những câu lạc bộ ha. Thì đáp án nào phù hợp đây? Đáp án nào phù hợp thì mình chọn ha. Rồi, đó là thì tùy theo suy nghĩ của mình thôi nha. Rồi, exercise 2. Listen to a conversation and choose the correct answer to each question. One. À, bài này yêu cầu mình nghe cái đoạn hội thoại và chọn ra đáp án phù hợp cho mỗi câu hỏi nha. One. How many students are talking? Có bao nhiêu học sinh đang nói chuyện? A. One. B. Two. C. Three. Number two. What are they discussing? Họ đang thảo luận về cái vấn đề gì ha? A. Their class forum. B. Their stress. C. Their community activities. Rồi, câu A là họ đang thảo luận về một cái diễn đàn lớp học họ ha. B là về cái áp lực. Và C là về cái hoạt động giao tiếp nha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ nghe thử xem coi áp lực gì nha. Unit 3. Teenagers. Page 35. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to a conversation and choose the correct answer to each question. Ms. Hua said we can discuss the stress we have in our lives on the class forum. So, what stress do you have? I'm tired of trying to meet my parents' expectations. They want me to study well and be good at many things. So they send me to many classes like maths, English, piano, and karate. Why don't you tell them your interests and abilities, Min? I talk to my parents about this, so they no longer send me to classes I don't like. Now I just focus on my health and try to lose some weight. You look fit, Anne. You should feel good about your body. Are you kidding me? I still need to lose a few more kilos. How about you, Mi? Actually, I don't get on with my sister. She's jealous of anything I have and always starts arguments. So I had to talk to my mom. That's all. And the answer is one is C and two is B. Okay. Let's move to exercise 3. Listen to the conversation again and fill each blank with one word.
Bây giờ mình sẽ nghe cái bài này một lần nữa ha, và xem thử là mình điền đáp án nào phù hợp vào cái vị trí trống này nha. Lưu ý là yêu cầu mình chỉ được điền một từ duy nhất thôi. Rồi đầu tiên cái cột problems nè, mình sẽ có nè: Min has pressure from his number one. Rồi mình có cái áp lực đến từ cái gì đó của anh ấy nè. Rồi Anne is unhappy about her. Anne không có vui về cái vấn đề gì đó của cô ấy ha. Me doesn't get on with her. Me thì sao? Không làm gì đó với lại cái gì đó của cô ấy ha. Rồi solutions, giải quyết nè. Min should tell his parents about interest and. Min nên nói cho ba mẹ của anh ấy về cái việc là sở thích của anh ấy là gì, và đó. Câu số 2 mình điền vào nha. Rồi câu số 4 là Anne should feel about her body. Anne nên cảm nhận cái gì đó về cơ thể của cô ấy ha. Rồi number 6, she should, tức là me nên làm gì đó to her mom, với mẹ cô ấy ha. Rồi nha, file nghe này cô sẽ gửi ha. Ok, sau khi mình nghe xong mình check cho cô có phải là parents không nè, abilities nè, body weight, good, sister và talk. Rồi ở đây mình có từ câu số 2 abilities là khả năng ha. Câu số 3 có từ weight là cân nặng nè. Rồi sau khi mình nghe xong mình check cho cô nhé. Exercise 4. Match the causes of teen stress with the possible solutions. There may be more than one solution to a problem. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nối những cái lý do mà các bạn trẻ đối diện với cái vấn đề áp lực với những cái biện pháp mà có thể thay thế được, có thể giải quyết được cái vấn đề mà mấy bạn đó gặp phải ha. Và có thể chọn nhiều hơn một cái giải pháp cho một vấn đề nha. Rồi, here, bên đây cái cột này sẽ là causes of teen stress, những cái lý do mà những cái phần mà các bạn teen đang bị áp lực, và bên đây sẽ là những cái giải pháp nha. Rồi, 1. Peer pressure. 2. Too much schoolwork. 3. Spending too much time on social media. And 4. Bullying. Rồi, bên này possible solution nè. A. Avoiding bullies wherever possible. Avoiding tức là tránh nha. Possible là có thể, wherever là bất cứ đâu có thể ha. B. Staying calm and relaxed. Trở nên kiểu như là sống thật là bình tĩnh và cảm thấy thoải mái ha. Hãy bình tĩnh và kiểu như là hãy bình tĩnh và hãy thoải mái lên đó. Rồi C. Turning off smartphones. D. Talking to teachers. Ok, bây giờ mình sẽ tự suy nghĩ mình làm vào cho cô ha. Rồi, đầu tiên, causes of teenagers là peer pressure. Thì biện pháp của nó có thể là staying calm and relaxed ha, mình giữ bình tĩnh và thoải mái lên, hoặc là talking to the teacher nha. Rồi, next one, tiếp theo, causes of teen stress, too much schoolwork. Possible solution ở đây có vẻ là staying calm and relaxed, cứ bình tĩnh và thoải mái lên. Và talking to the teacher, nói với giáo viên là nhiều việc quá, nhiều bài tập quá, bớt bài tập đi. Rồi, tiếp theo number 3, spending too much time on social media, dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội ha. Thì of course, dĩ nhiên rồi, tắt điện thoại đi. Turn off the smartphones. And bullying, tức là bị bắt nạt ha. Avoid bullying wherever possible and staying calm, relaxed and talking to the teacher. Khi mình bị bắt nạt thì mình sẽ phải tránh xa những cái sự bắt nạt đó, bất cứ nơi đâu có thể là mình cứ bỏ chạy đi. Giữ bình tĩnh và thoải mái lên. Sau đó thì nói với giáo viên ha. Ok. 5. Write a paragraph from 80 to 100 words about the causes of your stress and offer solutions. Rồi ở đây người ta yêu cầu mình viết một đoạn văn khoảng 80 đến 100 từ và về những cái lý do mà mình cảm thấy bị áp lực trong cuộc sống và những cái mình đưa ra những cái giải quyết luôn. Ở đây người ta gợi ý cho mình I often feel stressed because of, tức là bởi vì cái gì đó, tôi thường cảm thấy áp lực bởi vì cái gì đó ha, mình ghi ra. Rồi
And here are the ways I deal with my stress. Và đây là giải pháp tôi giải quyết cái vấn đề cảm thấy áp lực của mình. Thì mình ghi ra ví dụ như là mình có áp lực với việc là bài tập quá nhiều, thì mình lên cái schedule, mình sẽ lên cái plan để mình làm bài tập. Thứ hai mình sẽ làm môn tiếng Anh, thứ ba mình sẽ làm môn toán, giờ nào, phút nào đó mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó để mình sẽ cảm thấy là không bị áp lực nữa ha. Thì mình viết vào đây nha, đưa cái ideas của mình vào đây nha. Rồi, ở đây cô có một cái bài mẫu ha. Rồi, listen and look at the screen and listen ha. I often feel stressed because, tôi thường rất là cảm thấy áp lực because of nè. My schoolwork, ở đây là bài tập nhiều quá nè. My parents, ba mẹ của tôi. And to my friends, là bạn của tôi nữa. There are so much homework. Và có rất nhiều bài tập về nhà to do in the evening, để là vào buổi tối ha. And my parents also complaining about why I can't be as good as student. Và ba mẹ của tôi luôn luôn cái phàn nàn là tại sao tôi không trở nên là một học sinh tốt, học sinh giỏi. Who I never know about. Về một cái người mà tôi chưa bao giờ biết bao giờ, giống như con người ta vậy đó ha. Rồi, my classmates are really excellent. Bạn học bạn cùng lớp của tôi thì rất là tuyệt vời luôn. They are not only intelligent, không những họ rất là thông minh, but also energetic, tức là cũng rất là có nhiều năng lượng. And they acquire a lot of achievement, và đạt được rất nhiều thành tích. To deal with my stress, để giải quyết cái vấn đề của tôi nè. I divide my schoolwork in parts to do, và tôi đã chia cái việc bài tập về nhà của tôi thành nhiều phần khác nhau để làm. That way to reduce my tiring feeling after finish my homework. Đó là cách mà tôi giảm đi sự mệt mỏi, cảm thấy mệt mỏi sau khi mà tôi hoàn thành bài tập về nhà của mình ha. Rồi, I acknowledge my parents' complaint and focus on my old goals. Tôi nói ba mẹ tôi là đừng có tập trung vào những cái lời phàn nàn của tôi nữa, và hãy tập trung vào những cái mục tiêu mà của tôi, mục tiêu của tôi đang đặt ra ha. Rồi, I also ask my friend about tips. Tôi cũng hỏi bạn của tôi về những cái bí kíp about how to become excellent like them, để trở nên xuất sắc giống như các bạn ấy ha. I feel motivated after receiving so much useful advice from my friends. Tôi cảm thấy rất là nhiều năng lượng, nhiều cái tích cực sau khi mà tôi nhận được những cái lời khuyên hữu ích từ bạn của tôi ha. Rồi đây là một cái bài mẫu nha, mình có thể dựa trên bài mẫu này để mình viết nha. Ok, that's all nha. Rồi, ok, bye bye.